Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội và Thành quả. Dự khai mạc có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trưng bày chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội và Thành quả giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 12 kỳ đại hội đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt, những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cùng với đó, bảo tàng còn trưng bày chuyên đề Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ đại hội, thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2020. Tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Tiến sĩ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khai mạc trưng bày. Đồng chí Bí thư đã cùng cán bộ đảng viên tham quan hơn 800 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, sách, ấn phẩm. Qua tham quan đã giúp cho cán bộ đảng viên thế hệ trẻ có những nhận thức sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nói riêng và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Thời gian trưng bày được diễn ra từ ngày 22 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Thời gian mở cửa tham quan buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Hiện nay về dự để công nhận thấy cái tình hình coi như là trưng bày hoặc cái tranh ảnh của quá trình thời gian coi như ngày chuẩn bị ngày thành lập Đảng và cũng như chuẩn bị đại hội Đảng lần thứ 13. Qua triển lãm thì tôi thấy rất là tự hào tỉnh Hưng Yên nói riêng và coi như cả nước nói chung. Đại hội tới đây mong các đồng chí lãnh đạo toàn dân đến xây dựng đất nước ta to đẹp đàng hoàng như lời Bác đã dặn.